Hello, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến Old Town Cornelius. Cái nơi này là cái nơi bơm xe, rửa xe, tự bơm xe luôn nha các bạn. Bắt đầu video thôi, let's go. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clear. Các bạn có biết gì không? Mình đang ở cái nơi mà các bạn có thể ra đây tắm xe cho con xe của bạn đi làm mỗi ngày này các bạn. Đây là cái các bạn không muốn tự làm thì các bạn có thể chạy vô đây và rửa xe ở đây nha các bạn. Còn nếu không á, thì đây là cái bảng giá này các bạn. Rent complete. Underbody size. Wheel blaster. Double gì đó. Shark. High pressure wash nè. Triple fan nè. Rồi dryer là 10 đô. Premium là 8 đô cũng vậy. Và deluxe wash là 6 đô. Còn 12 đô cái mắc nhất. Cái này là underbody. Cái này là 12 đô này các bạn. Đây là đi với bên trong đây, người ta sẽ vô đây này. Lái xe vô đây, người ta có mấy máu người ta rửa đây cho mình này các bạn. Đó, đây là office của họ nè. Ok. Quanh đây cũng có như là các bạn không muốn rửa máy như này thì các bạn có thể đến đây tự rửa được ha, lấy xà phòng, có thể lấy xà phòng tự rửa ha. Có 1, 2, 3, 4 nha các bạn. Đó, có chú này, chú đã rửa xong xe của chú rồi nè. Đó, đây mình vô đây ha. Đây là tự rửa nè các bạn. Đây là xà phòng lau gì đó. Rồi bỏ cái card vô đây, các bạn có thể trả bằng card nha. Còn đây là giống như là hút bụi xe á các bạn. Giống như là các bạn muốn xà phòng rửa xong bên này, ở bên này. Còn các bạn muốn hút bụi bình thường thôi bên này. Ở đây có bán đồ ăn nữa nha các bạn. Đi đâu mình ghi âm lại cho các bạn nha. Cái nhạc mình sợ cũng quyền á. Bên này là sao rồi các bạn? Đó. Cái cửa hàng này là LGT Self Service Wash. Đây là wash ha các bạn. Đây là nhà người dân nè. Đây là bãi rác công cộng, ai có rác gì đó mất ở đây. Ha. Đây là quán cà phê nè các bạn, quay quán cà phê chút xíu cho các bạn ha.
cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, like, share, comment dưới video này để mình có thêm động lực sẽ nhiều video hữu ích nhé. Chào các bạn, bye bye.